Xin chào mọi người đến với cấp.vn. Thì hôm nay mình sẽ giới thiệu cho mọi người cái mẫu ly nền đen. Đây, như mọi người thấy đây. Đó. Thường thì trên thị trường á, nếu mà mọi người muốn in full đen như này á, thì số lượng tối thiểu mà các đơn vị khác làm là 50 cái. Đó, thì bên cấp.vn có một cái dòng ly cho bạn có thể in không bị giới hạn màu sắc luôn. Các bạn có thể in được mọi màu trên đây. Đó, bạn thấy trên tay mình không? Đó, và đây mình có một cái chiếc ly vừa làm cho khách xong màu vàng nữa. Mời bạn xem nha. Đây. Đó. À, bên cấp thì với dòng ly nền màu này thì mình có tất cả là 8 màu sắc cho bạn chọn. Xanh, đỏ, tím, vàng, da cam, đủ hết mọi người nhé. Thì nếu mọi người có nhu cầu thì liên hệ với cấp.vn nhé. Chào tất cả mọi người. Cảm ơn bạn đã xem video này.